Xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban tiếp tục ghi nhận những diễn biến mới. Quân đội Israel ngày hôm nay tuyên bố thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong vụ không kích vào khu vực ngoại ô Beirut một ngày trước đó. Cách đây ít phút thì Hezbollah cũng đã đưa ra xác nhận chính thức về cái chết của thủ lĩnh phong trào này trong vụ không kích. Đây được coi là bước leo thang mới có thể đẩy căng thẳng gia tăng cho khu vực. Trong thông báo, nhóm vũ trang Hezbollah xác nhận thủ lĩnh Nasrallah đã thiệt mạng, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel nhằm hỗ trợ giải Gaza và Palestine, cũng như bảo vệ đất nước và nhân dân Liban. Chiều tối 27 tháng 9, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành cuộc tấn công có mục tiêu vào trụ sở chính của Hezbollah nằm dưới lòng đất bên dưới một tòa nhà dân cư ở Dahiyeh tại Beirut. Israel cho biết, ngoài thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah, còn có Ali Kaki, tư lệnh mặt trận phía nam của Hezbollah và một số chỉ huy khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ không kích. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Thông điệp rất đơn giản. Chúng tôi sẽ truy lùng bất kỳ ai đe dọa công dân Israel. Ông Hassan Nasrallah sinh ngày 31 tháng 8 năm 1960, gia nhập Hezbollah vào những năm 1980. Ông đã dẫn dắt tổ chức này qua nhiều cuộc xung đột với Israel, và dưới sự lãnh đạo của ông, Hezbollah đã trở thành một thế lực quân sự đáng gờm, đặc biệt trong cuộc chiến tranh Liban năm 2006. Ông Nasrallah nổi tiếng với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, cùng với những bài phát biểu đầy lửa truyền cảm hứng cho hàng nghìn người ủng hộ. Chúng ta tuyên bố với kẻ thù rằng chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc chiến tại Gaza chấm dứt. Chúng ta đã khẳng định điều này trong suốt 11 tháng qua. Chúng ta sẽ không ngừng hỗ trợ người dân tại Gaza và bờ Tây, những người đang bị áp bức. Trước đó vào tối qua, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Các nguồn tin tại Liban cho biết 6 tòa nhà đã bị san phẳng. Bộ Y tế Liban thông báo ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Và để có thể có thêm những phân tích về những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, chúng tôi cũng sẽ kết nối với nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia về tình hình Trung Đông và cũng là người đã có thời gian dài công tác tại khu vực này. Vâng, thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, việc thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng có thể tác động như thế nào đến phong trào Hezbollah cũng như là xung đột Israel-Hezbollah? Vâng, kính thưa quý vị, theo tôi thì cái vụ việc này đương nhiên nó sẽ tác động, phải nói là tác động mạnh đến phong trào Hezbollah. Nhưng nó có làm suy yếu họ không? Thì cá nhân tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì phong trào này cũng như mọi các đồng minh khác của họ ở Trung Đông luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống rồi. Thế còn cái vế thứ hai của câu hỏi này là liệu nó tác động như thế nào đến cái cuộc xung đột đẫm máu hiện nay giữa Israel với lại Hezbollah? Thì theo tôi có hai khả năng. Một là Hezbollah sẽ rút cái căm thù này lên Israel, đẩy mạnh cái cuộc đối đầu với Israel. Và cái thứ hai, có thể họ sẽ phải tạm dừng lại một quãng thời gian nhất định để tìm người thay thế và để củng cố lại lực lượng trong cái cuộc đối đầu với Israel. Vâng. Dạ vâng ạ. Và trong những ngày qua thì dư luận thế giới cũng đã nói nhiều về việc xung đột Israel-Hezbollah có thể bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Và thông tin thủ lĩnh Hezbollah bị hạ sát chắc chắn sẽ là một nấc leo thang mới. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về điều này ạ? Vâng, liệu cái vụ việc này có trở thành cái vết dầu loang trong cái cuộc đối đầu đang rất đẫm máu giữa Israel với các phong trào kháng chiến chống Israel ở thế giới Ả Rập hay không? Thì theo tôi chưa hẳn như thế. Bởi vì lịch sử cái cuộc đối đầu này đã có nhiều lần các thủ lĩnh hoặc là cấp phó của các phong trào kháng chiến Palestine hay phong trào kháng chiến của người Ả Rập bị Israel tiêu diệt rồi. Nhưng không phải cứ sau mỗi lần như thế là cường độ cuộc chiến, cường độ xung đột được đẩy mạnh lên. Và cái lý do thứ hai, đã sau gần một năm Israel đối đầu với Hamas và các đồng minh của Hamas, làm cho cả hai bên đều bị tổn thất khá lớn rồi. Thế nên hiện nay
họ, tức là cả Israel, lẫn các phong trào kháng chiến, lẫn các quốc gia ủng hộ họ, đều không sẵn sàng cho một trào lửa mới ở Trung Đông. Vì họ hiểu rằng nếu như trào lửa ấy xảy ra, thì tất cả các bên đều sẽ bị nhấn chìm. Và đấy là lý do tôi nghĩ rằng cái vụ việc này nó không trở thành vết dầu loang. Vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông Phạm Phú Phúc với những chia sẻ vừa rồi.